Xin chào mọi người. Thì tối ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn món nghêu hấp thái và ốc hương xào với bơ cay. Ở đây này, ốc hương này mọi người. Hấp dẫn không? Mình đem về á, mình mua về xong mình đem về mình vo nước gạo xong rồi mình ngâm nó. Đó, nghêu này. Cho một ít cay vô nữa cho nó nhả hết cái dơ cái bẩn ra. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm nha mọi người. Cho hành tỏi vô. Cho gừng và sả. Một muỗng hạt nêm. Muỗng đường. Ở đây thì mình sẽ dùng cái loại nước sốt của Thái này mọi người, dành riêng để mình làm cái món nghêu hấp thái này. Đây, cái loại này. Ở phía bên trong á thì người ta đã có sẵn cho mình cái lá quế rồi. Đó. Giờ chỉ việc bỏ cái loại sốt này vào nữa thôi. Mình sẽ cho thêm lá chanh vô cho nó thơm. Tiếp tục đậy lại. Sau đó mình sẽ tắt bếp và để cho con nghêu nó sẽ chín bằng hơi nước. Một muỗng ớt bột. Một muỗng đường. 1/4 muỗng bột ngọt. Một muỗng hạt nêm. Một muỗng ớt sa tế. Một chén nước. Cho một ít dầu ăn vô. Nhẹ nhàng đặt những miếng bơ thơm ngon béo ngậy vào chảo. Sau đó mình sẽ cho tỏi vào. Mình sẽ để vung lại cho nó chín. 3 phút sau mình có thể mở vung ra được rồi. Đến cái giai đoạn này thì con nào con nấy nó cũng há miệng ra rồi. Nó đang mỉm cười với chúng ta đó mọi người. Và bây giờ thì sẽ bỏ cái nước sốt lên nha. Khi nó sệt sệt như này là chúng ta có thể tắt bếp được rồi nha mọi người. Ây da, mùi thơm ngất ngây luôn á. Xin chào mọi người. Nice, but I know. Ốc hương xào bơ cay. Ốc hương xào bơ cay. Nghêu hấp thái. Nghêu hấp thái. Yes. Mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Từng này là quá trời luôn nè mọi người. Ốc hương này á, ở đây á là mình mua. Go ahead babe, cho đi. Ở đây á là mình mua cái ốc hương này là cả một cái dĩa này nè. Siêu nhiều luôn nha. Ngoài nhà hàng mà bán là chỉ có nửa dĩa này thôi. Là từng này khoảng 350.000 tiền Việt Nam á, tính ra tiền Việt á. Và con ốc hương này là một pound á là 10 đồng. Còn con nghêu này á, từng này là mua hết 480.000 tiền Việt Nam.
Rồi, bây giờ thì mời mọi người ăn nghêu hấp thái và ốc hương xào bơ cay. Good. Cay. Spicy. Cái nước sốt kia mọi người nó cay dã man luôn á. Thử ốc này nè. Dùng cái này, dùng cái que xin nướng làm cái que tông luôn. Try this now babe. Mình nghe nói là ốc hương này ở Việt Nam mắc lắm á, mà không biết bây giờ một ký bao nhiêu nữa. Thì bên Mỹ là bán nửa ký là tầm 230 gì đó. Pretty good. Là một ký 460 thì cũng rẻ đúng không? Còn ở Việt Nam thì hình như là mắc hơn á. Ngon. Ngọt dạ man. Mình không biết sao con ốc hương này nó lại mắc như vậy đó. Lúc cái vỏ của nó. Quần ăn ốc mà ở Mỹ không có cái quán bán ốc tươi. Lâu lâu ra chợ thấy ốc tươi thì mua về chấp, chấp ngay thời cơ mua về luôn. Không phải ngày nào nó cũng bán đâu mọi người. Lâu lâu nó mới bán. Quệt cái nước này. Nước này nó có sa tế á. Trời ơi, nó cay cay, ngon ngon, thơm thơm. You should suck the shell. Suck the shell? Mình nói bạn là ăn ốc thì mình nên mút cái vỏ ngoài nó. It's different though. You go to the really good ốc shops in Vietnam and they've drilled off the top so that you can actually suck them. You can't suck those. It's not the same. Ở Việt Nam mình trước là ông ăn ốc gạo mà người ta chặt đứt rồi á, hay còn gọi là ốc hút các mọi người. Mình chỉ việc là hút cái đít của nó thôi là nó thọt vào mồm luôn. Trong Ryan's favorite ốc shop, I don't even have to use a toothpick. I just mình diễn tả cái lúc mà ông hút ốc hút á, trời ơi, nói là thèm. Bên này đâu có đâu mọi người. Những cái món đó bên này là đặc sản á. Con nghêu này, nghêu này không biết gọi là nghêu gì luôn. Chỉ biết là cái vỏ nó, nó nâu nâu, gọi là nghêu nâu. Thịt nó béo nè, từng thớ thịt. I went hard on these clams now, you better hurry up and catch up. Hình như ông thích ăn nghêu hơn hay sao mọi người? You like the clam better than the snail? No, just convenient because it's right here in front of me. Yeah, move. No, dude. What do you like better?
I think they're both I like pretty both. Good. Yeah. Both pretty good. They're both really good. Hai đều ngon hết. Tuần này là phải 1,5 kg, còn con mèo kia là 2,5 kg. Giờ là món nào cũng cay hết, hải sản rồi cho cay nhiều, nó khử bớt cái mùi của hải sản á, ngon hơn. Mà cho cay nhiều ăn nó đỡ đau bụng ha. All right, I think I went for half of them, so maybe a couple more. Giờ chuyển sang bên này, giờ ông tiện lấy. Atta girl. There you go people, check it out. Cay quá. Cay quá mọi người. Cay quá anh ơi. Anh ơi, cay quá. Cả hoa hả? Mình muốn thử cái con gì ta, con ngao hai cùi á mà đang hot ở Việt Nam hay sao á, nhưng mà bên này không có, mình tìm mà không có nè, tìm mấy tháng trời nay rồi đó, thấy mọi người ăn quá trời luôn. Hình như là nó ngon hay sao á. Thấy người người ăn, nhà nhà ăn mà không biết nó có mắc không nữa. That one had some sea remnants in it. I tasted the ocean. Yeah. Good. Eating snails makes me miss Ben though. And Kappa. The ox owl and Kappa was my favorite. Mmm. Oh yeah? So good. You enjoying that? Mm-hmm. Một con ốc hương này tại sao người ta đặt cho nó là ốc hương ta? Cái vỏ của nó siêu đẹp luôn nha. Nó cứ vân vân màu vàng, màu nâu nâu nâu. Mà không biết sao người ta gọi tên là ốc hương nữa. You know, if you save these, I'll clean them up and make something for you. Mmm.
ông nói đó, nếu mà để lại cái vỏ này á thì ông sẽ rửa sạch nó. Pick the pretty ones and put them in a glass thing. Rửa sạch xong rồi cho vô cái bình thủy tinh để làm kỷ niệm. À, mọi người nhớ hôm bữa tụi mình ăn hai con ốc mà ốc biển khổng lồ á, vẫn còn giữ cái vỏ á, bởi mình nói á. Ông rửa mọi người, ông rửa, ông chà sạch, ông cho xà phòng, xà bông vô để nó khỏi bị hôi á. Đây, mình sẽ cho mọi người coi. She's trying to show you some shells, huh? Đây, mình, đó, này, sạch sẽ luôn nha, thơm, thơm cực kỳ quá. Hình như ông có xịt nước hoa vô hay sao á. Nè. Still smells like you're cooking now a little bit, yeah? No. Oh, smells yeah? Smells good. Yeah. Mm-hmm. Hear the sea. Nghe tiếng sóng vỗ. To ha mọi người ha? Bằng cái mặt của mình luôn. Hai con này thì mình để làm kỷ niệm, bỏ trong cái phòng bếp thì rửa sạch mấy cái lựa cái vỏ nào mà có nó hương đẹp đẹp á, tuyển chọn những con đẹp nhất. Mình mới phát hiện một điều, nhìn nè. What is it moving? Babe, it's a baby crab. Yeah. You cooked it, you better này, eat it. Con cua trắng này nó còn bé tí à, tí hon à. Mày thấy không? Cua màu trắng. Here, give it to me. Trời ơi, ăn luôn mới sợ. How was that? Good? Tasty? Not really. No flavor. Just a little bit of flavor from the juice. Good enough. Good enough. You can't really expect a bunch of crab meat out of a baby crab, you know? You better start working on these. Better start working on these. A little one. Wow. No rồi. You getting full, huh? Đủ chất hải sản này. Snails aren't good once they get cold, though. Yeah, I know. You gotta eat them. Trời, no quá mọi người. Thật sự luôn. Quá trời luôn. Spicy. Cay nữa. Wow, quá đã. Mỗi ngày hôm nay ăn được hai cái món mà mình gọi là excited từ mấy ngày hôm nay rồi. Thôi, ăn xong thèm là ra mua liền luôn. Thèm hôm qua hôm trước thèm xong bây giờ ra mua liền. Bây giờ ăn được rồi bắt đầu thấy nê nê phê phê rồi. Là mai mốt là lại thèm tiếp, lại mua tiếp, kiểu vậy cho mọi người. Giờ là mai mà nhìn mấy cái này lại không muốn ăn nữa. Còn tầm khoảng tuần nữa là bắt đầu lại thèm. Nhất là mở cái video ra, những cái video cũ á, là bắt đầu thèm mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay. Tụi mình ăn hai món nghêu hấp xả, ốc bên nghêu hấp thái và ốc hương xào bơ cay. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Nếu mà thích cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nhiều hơn nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Xin chào. Bye bye.